Các bạn thân mến, chắc hẳn là chúng ta đã không còn xa lạ về chuyện người dân Campuchia liên tục tố cáo Việt Nam là người đã cướp mất hòn đảo Phú Quốc của mình và dần dần đòi lại bằng bất cứ giá nào. Thậm chí mà giới lãnh đạo nước này cũng từng có đôi lần nói bóng gió rằng Campuchia đã bỏ quên Phú Quốc để rồi giờ đây đảo Ngọc nghiễm nhiên trở thành vật sở hữu của nước bạn láng giềng. Nhưng trên thực tế, đảo Phú Quốc thuộc chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam là điều hoàn toàn hợp lệ, hợp pháp và đã được luật pháp quốc tế lẫn cả thế giới công nhận. Ngược lại, chính Campuchia mới là kẻ đi xâm lược rất nhiều hòn đảo lớn nhỏ của Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh kéo dài. Nói có sách mách có chứng, ngay sau đây chúng tôi sẽ đưa các bạn đi ngược dòng lịch sử để biết được Campuchia đã từng cuộm đi những hòn đảo nào của Việt Nam trong thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà trước khi đi vào nội dung chính thì chúng ta hãy cùng nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Hơn Mỗi Ngày. Các bạn thân mến, theo như thư viện mở Wikipedia cho biết, từ đầu thế kỷ 18 cho đến trước năm 1939, về lịch sử và pháp lý, toàn bộ các hải đảo giữa Việt Nam và Campuchia thuộc chủ quyền của Việt Nam, hay đúng ra là thuộc về Nam Kỳ. Chỉ từ năm 1939 trở đi, Campuchia mới chính thức quản lý về mặt hành chính và cảnh sát các đảo ở phía Bắc, đã vạch ra đường thẳng từ đất liền ra khơi do sự dàn xếp của toàn quyền Đông Dương Joseph Jules Brévy. Đường vạch này được lấy theo tên của ông và có đường ranh giới chạy vòng lên phía Bắc đảo Phú Quốc. Tuy nhiên, chính quyền Nam Kỳ và sau đó là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa không cho đó là ranh giới mà chỉ là đường kiểm soát hành chính tạm thời. Vì vậy, Việt Nam Cộng Hòa vẫn coi các đảo trọc Kowai, Phú Dự tức là Koh Tamay và Koh Tre, Tiên Mối tức là Koh Tan Che và nhóm đảo Bắc Hải Tặc tức là nhóm đảo Koh Phong Som hiện nay thuộc chủ quyền của mình. Đến năm 1956, Campuchia đưa quân ra chiếm đảo Phú Dự, rồi chiếm tiếp nhóm đảo Bắc Hải Tặc vào năm 1958. Đến năm 1966, Campuchia chiếm luôn đảo Wai và mãi đến năm 1982, hai nước này mới chính thức lấy đường Brévy làm ranh giới phân chia cho mình. Còn theo trang tin Red VN lược sử, thì trong bản đồ Đông Dương thuộc Pháp in năm 1906 ở Paris và bản đồ hành chính xứ Nam Kỳ thuộc Đông Dương thuộc Pháp, bên cạnh đảo Phú Quốc mà trên bản đồ chỉ rõ thuộc Hà Tiên thì còn có hai hòn đảo khá to đó là hòn Năng Trong và hòn Năng Ngoài cũng thuộc hạt này. Trong tiếng Pháp, chúng được gọi tên lần lượt là Ijoumilieu và Ilajou. Còn trong tiếng Việt, chúng thường được gộp chung lại với nhau và gọi là đảo Phú Dự. Được biết vào thời kỳ Pháp thuộc, sau khi thành lập chính quyền bảo hộ ở Nam Kỳ năm 1867 và Campuchia năm 1863, thì Pháp lấy tất cả các đảo trong vùng biển này và vùng Hà Tiên tức là cả Thổ Chu, Phú Quốc, Hải Tặc cho vào Nam Kỳ. Đến ngày 25 tháng 5 năm 1874 thì Thống đốc Nam Kỳ ra quyết định thành lập quận biển thuộc chính quyền Nam Kỳ. Quận biển này bao gồm tất cả các đảo biển Hà Tiên, sau đó một thời gian thì hạt Phú Quốc tách ra rồi nhập trở lại Hà Tiên cũ. Vấn đề chỉ phát sinh vào năm 1931 khi các hòn đảo này sinh lời từ hoạt động thu thuế khóa và khai thác khoáng sản. Nó dẫn đến việc khâm sứ Pháp ở Campuchia đòi hỏi được chia phần. Lý do được đưa ra là vì ngư dân Khmer thường xuyên qua lại các đảo này nên cũng đóng thuế phí không nhỏ cho Nam Kỳ chứ không đóng thuế cho Campuchia giống như là thời Mạc Cửu. Theo đó, việc đôi co giữa hai chính quyền bảo hộ bắt đầu từ cấp địa phương leo thang dần lên cấp toàn quyền Đông Dương. Nó khiến cho nhà toàn quyền Brévy quyết định lấy tên mình đặt tên cho đường phân chia biển đảo giữa hai nước liền kề. Tất nhiên là chính quyền Nam Kỳ lúc đầu là hội đồng thuộc địa Nam Kỳ, sau đó là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa rất không đồng ý với các đòi hỏi của nước bạn, đặc biệt là với các đảo Phú Dự, Bắc Hải Tặc và đảo Wai nên vẫn xem chúng thuộc quyền sở hữu của mình. Nhưng từ năm 1956, tình hình chính trị của Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu trở nên hỗn loạn. Campuchia nhân cơ hội đó đã đưa quân đến chiếm hai đảo Hòn Năng vào năm này. Đến năm 1958 thì họ tiếp tục chiếm thêm Hòn Tai và Ilajou Phích. Hai năm sau, tức là năm 1960, Campuchia lại chiếm lấy Hòn Kiếng Vàng, Iju Des Phomis và Hòn Keo Ngựa, Iju Chevan của Việt Nam Cộng Hòa. Như vậy là dựa trên các tài liệu lịch sử cho thấy, chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa đối với các hòn đảo Phú Dự, Tiên Mối, đảo Trọc, Hòn Tai, Hòn Kiếng Vàng và Hòn Keo Ngựa thuộc quần đảo Bắc Hải Tặc là điều không cần phải bàn cãi. Chính Campuchia đã đem quân đi xâm lược và chiếm lấy các hòn đảo trên để giữ quyền kiểm soát quản lý cho riêng mình. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua những hòn đảo kể trên để biết được hiện tại trông chúng như thế nào.
Đảo Phú Dự nằm trong vịnh Thái Lan và hiện đang trực thuộc tỉnh Sihanoukville của Campuchia, nơi cách bờ biển đất liền của nước ta chỉ tầm vài chục hải lý. Và đảo Phú Dự thì gồm có hai hòn đảo lớn, đó là hòn Năng Trong và hòn Năng Ngoài. Chúng được gọi tên trong tiếng Khmer là Koh Tamay và Koh Chê. Cư dân trên đảo phần đông là người Khmer và lực lượng quân sự đồn trú tại đây chủ yếu là lực lượng quân đội Hoàng gia Campuchia. Hiện tại, hòn đảo này đã và đang trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng nhất nhì nước bạn khi mở ra cho các du khách không gian yên tĩnh, xanh mướt và nền thơ vô cùng. Do đó, đây là nơi lý tưởng dành cho những ai muốn đắm mình trong vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng và biển cả bạt ngàn. Đảo Tiên Mối hay Koh Thon Say. Hiện nay thì đảo Tiên Mối được gọi theo tiếng Khmer là Koh Thon Say hay là đảo Thỏ. Và đây là một hòn đảo nằm sát bờ biển phía nam của Campuchia, nơi nằm cách thành phố Kép khoảng 4,6 km về phía nam, nên có thể tiếp cận dễ dàng bằng thuyền bè từ hải cảng này. Tại Koh Thon Say có các bãi biển cát trắng nhìn ra biển khơi. Vùng biển quanh đảo thường khá nông và có đáy dốc từ từ, biến Koh Thon Say trở thành một nơi thú vị để bơi lội đã đời. Thế nhưng điều đặc biệt hơn là dưới đáy biển có rất nhiều loài san hô và sinh vật biển đẹp lạ lùng, cho nên rất có tiềm năng du lịch lớn. Đảo Chọc hay Koh Wai. Đảo Chọc được người Campuchia gọi với cái tên là đảo Wai hay Koh Wai, và đây là hòn đảo xa bờ nằm cách thành phố Sihanoukville của Campuchia 95 km về phía tây nam. Về mặt hành chính, đảo Wai thuộc tỉnh Kampot của nước này. So với các hòn đảo trên thì hoạt động du lịch tại hòn đảo Wai không phát triển bằng do khoảng cách di chuyển từ đất liền đến đây thường khá xa. Chính vì vậy, trong một khoảng thời gian dài, hoạt động du lịch tại đảo Wai bị ngăn cấm. Nhưng hiện tại du khách có thể viếng thăm đảo thông qua các hoạt động du ngoạn có tổ chức bởi các đơn vị chuyên nghiệp hàng đầu. Hòn Kiến Vàng hay Koh Ang Karang. Hòn Kiến Vàng mà Campuchia gọi là Koh Ang Karang nằm cách Koh Thon Say 7 km. Hiện tại thì hòn đảo này trực thuộc quyền quản lý của tỉnh Kép Campuchia. Được biết, hòn Kiến Vàng có diện tích khoảng 6,1 ha và có bề mặt khá bằng phẳng. Nó được phủ kín bởi rừng cây xanh tốt nên du khách đến đây du lịch sẽ được khám phá cảnh sắc núi rừng độc đáo cho mình. Hòn Keo Ngựa hay Koh Samaok. Trong tiếng Khmer, hòn keo ngựa được gọi là Koh Samaok. Và sở dĩ hòn đảo này được đặt tên như vậy là bởi vì hình dáng của nó trông giống như là một chiếc yên ngựa. Hiện Koh Samaok được phát triển mạnh về du lịch để thu hút du khách gần xa bởi vì nơi đây sở hữu bờ biển xanh, cát trắng và những cánh rừng phủ kín cả góc trời. Đồng thời, Koh Samaok còn là nơi mà có rất nhiều những sinh vật biển đa dạng, rất thích hợp cho những du khách ưa khám phá khi du hí bên ngoài. Hòn Thai nằm cách bờ biển Campuchia hay bờ biển Kép tầm 3 km. Hòn đảo này rộng 2 km vuông, có nhiều cây cối che phủ nên mang đến một màu xanh mướt mắt cho du khách xa gần. Và do còn giữ vẻ hoang sơ cho riêng mình cho nên hòn đảo Thai được nhiều du khách lựa chọn làm điểm đến lý tưởng. Ngoài ra, khi đến đây thăm thú thì các bạn còn được thoải mái bơi lội và khám phá thế giới dưới đáy biển trong xanh như ngọc ngà. Nói tóm lại thì hiện nay Campuchia vẫn còn chiếm giữ rất nhiều hòn đảo từng cướp lấy từ tay người Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi đường phân định được cả hai nước xác nhận thì Việt Nam luôn tôn trọng những điều khoản thỏa thuận của đôi bên, cho nên chưa bao giờ lên tiếng tố cáo Campuchia có hành vi khó coi này. Vậy nên thiết nghĩ Campuchia cũng nên có những hành động đẹp như Việt Nam để mối quan hệ hai nước ngày càng trở nên tốt đẹp hơn trong thời gian tới. Campuchia đừng vì sự cay cú của bản thân mà liên tục bôi nhọ Việt Nam là kẻ đã đánh cắp đảo Phú Quốc của mình nữa. Như chúng ta đã biết, Campuchia đã thành sân sau của Trung Quốc từ lâu. Campuchia nhận các khoản vay của Trung Quốc và đã dần trở thành con nợ. Việc chính quyền Trung Quốc có tầm ảnh hưởng và chi phối Campuchia là điều đương nhiên. Dù Việt Nam chúng ta đã cứu người Campuchia khỏi nạn diệt chủng Pol Pot, nhưng hiện tại, một bộ phận người Campuchia vẫn coi nỗ lực của chúng ta là xâm lược đất nước họ. Một số người Campuchia từ trước tới nay vẫn ảo tưởng sức mạnh về việc đòi lại vùng Nam Bộ của Việt Nam. Theo họ, vốn dĩ thuộc về Vương quốc Phù Nam xưa kia. Ngày 8 tháng 8 năm 2023, Campuchia đã gửi thông báo đến Ủy hội sông Mekong về dự án kênh đào từ sông Ba Sắc tới khu vực cảng biển ở tỉnh Kampot Kep bên bờ vịnh Thái Lan. Chính phủ Campuchia đặt tên kênh đào này là Phù Nam Techo Kanan, dịch sang tiếng Việt đó là kênh đào đế chế Phù Nam. Cục Quản lý Tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam đã có công văn hôm ngày 22 tháng 9 năm 2023 mời 4 cơ quan và các nhà khoa học, chuyên gia tham gia đánh giá tác động của dự án xây dựng tuyến giao thông thủy đế chế Phù Nam đến vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Cục và Bộ Tài nguyên Môi trường phải báo cáo kết quả đánh giá cho Thủ tướng Chính phủ Việt Nam sau ngày 25 tháng 10 năm 2023 để làm cơ sở trao đổi với Campuchia. Theo tờ Phnom Penh Post, đây là dự án hợp tác giữa Campuchia và Trung Quốc.
Từ trước tới nay, tuyến đường thủy từ biển đi vào thủ đô Phnom Penh của Campuchia phải qua đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Tuyến giao thông thủy Funan mới sẽ giúp Campuchia bớt phụ thuộc vào tuyến sông Cửu Long đi qua lãnh thổ Việt Nam. Tổng chi phí xây dựng tuyến kênh đào này khoảng 1,7 tỷ đô la, dự kiến hoàn thành trong vòng 4 năm, dài khoảng 180 km với chiều rộng ở vùng thượng lưu là 100 m và chiều rộng ở hạ lưu là 80 m. Chia thành hai làn đường, kênh đào này sẽ nối Prek Takeo trên sông Mekong của Campuchia với biển ở tỉnh Kep đi qua 4 tỉnh là Kadan, Takeo, Kampot và Kep với khoảng 1,6 triệu cư dân sống dọc theo tuyến đường thủy. Trước những diễn biến mới này, việc kênh đào này sẽ ảnh hưởng lớn tới vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Chúng ta đang bị các nước thượng nguồn xây vô số đập chặn nước khiến tình trạng hạn hán, ngập mặn đang diễn ra ác liệt. Nếu các thông số sơ bộ trước đây được đăng trên tờ Khmer Times là chính xác, thì con kênh này sẽ nối dòng chính sông Mekong với đại dương ở Kép, chứ không phải chỉ là sông Ba Sắc. Dự án kênh đào này sẽ bắt đầu tại Prek Takeo, cách Phnom Penh khoảng 30 km về phía hạ lưu trên sông Mekong. Sau đó thì nó giao với sông Ba Sắc cách Phnom Penh khoảng 60 km về phía hạ lưu. Từ đó, nó băng qua vùng đồng bằng ngập nước rộng lớn ở tỉnh Takeo và cuối cùng gặp biển ở tỉnh Kép. Kênh đào sẽ đóng một vai trò quan trọng, có tính chiến lược đối với Campuchia, vì nó sẽ cho phép vận tải và hàng hóa di chuyển từ đại dương đến Phnom Penh và các điểm ở giữa, đồng thời giúp Campuchia tránh tuyến đường thủy đi qua đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Hiện tại, tất cả các tuyến vận chuyển đường biển lớn đến và đi từ Campuchia đều phải đi qua Việt Nam khoảng 200 km. Tàu bè hiện được tự do đi lại mà không bị đánh thuế. Nhưng kênh đào mới mang lại cho Campuchia quyền tự do tiến hành thương mại xuyên đại dương từ các khu công nghiệp nội địa mà không bị cản trở. Dự án sẽ được xây dựng bởi một công ty Trung Quốc và có thể là một phần của sáng kiến vành đai và con đường BRI. Các dự án BRI của Trung Quốc ở Campuchia chẳng hạn như Thủy điện Hạ Sê San 2 không có danh tiếng tốt và bị tai tiếng là thiếu minh bạch, thiếu sự tham gia của các bên liên quan ở địa phương, yếu kém trong việc lập kế hoạch tái định cư và có hồ sơ xấu về các tác động môi trường. Vậy câu hỏi lớn đặt ra là dự án này sẽ nguy hiểm hay có lợi đối với Việt Nam? Theo các chuyên gia, dự án này có thể mang lại những tác động đáng kể về môi trường và xã hội cho Campuchia và Việt Nam. Thậm chí có thể có tác động đến nghề cá ở Lào. Tính toán đơn giản cho thấy nó sẽ cần ít nhất 77 triệu mét khối nước để lấp đầy kênh Funan khi nó hoàn thành. Nước sẽ được chuyển từ dòng chính sông Mekong và sông Ba Sắc. Điều quan trọng là sông Ba Sắc là một phần của hệ thống sông Mekong. Sông Ba Sắc là nhánh phân lưu lớn nhất của sông Mekong, tách ra khỏi dòng chính sông Mekong tại Phnom Penh. Lấy thêm nước ra khỏi sông Ba Sắc và dòng chính sông Mekong có thể sẽ hạ thấp mực nước sông Mekong tại Phnom Penh với một lượng không xác định. Điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng đảo ngược dòng Tontarsrap nổi tiếng. Đó là lực đẩy nước hàng năm từ dòng chính sông Mekong chảy ngược vào hồ Tontarsrap. Dòng chảy ngược này giúp cho hồ Tontarsrap mở rộng gấp 5 lần so với mức nước dâng thông thường vào mùa khô. Việc lượng hồ Tontarsrap được mở rộng chính là trái tim tạo ra nhịp đập của sông Mekong. Đó là quá trình then chốt làm cho sông Mekong trở thành ngư trường nội địa lớn nhất thế giới, chiếm 20% sản lượng đánh bắt cá nước ngọt của thế giới. Từ trước đến nay đã có rất nhiều yếu tố tác động rồi, như là việc xây đập ở thượng nguồn, khai thác cát, lượng mưa mùa mưa ít dữ dội hơn và các yếu tố khác đang làm giảm khả năng mở rộng lượng nước theo mùa của hồ Tontarsrap. Dự án kênh đào nhân tạo này có thể là chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài, do đó cần có nhiều nghiên cứu hơn để hiểu rõ ảnh hưởng của nó. Đặc biệt, khi xây dựng kênh đào này sẽ ảnh hưởng tới nguồn lợi thủy sản của vùng hạ lưu sông Mekong. Hồ Tontarsrap là nơi gieo phối của các loài cá di cư, những loài cũng tìm thấy môi trường sống ở Lào và Việt Nam. Vì vậy, dự án kênh đào mới chắc chắn sẽ làm giảm lượng đánh bắt cá xuyên biên giới. Ngoài ra, việc loại bỏ 77 triệu mét khối hệ thống sông Mekong ở thượng nguồn Việt Nam cũng sẽ làm giảm mực nước dòng chính sông Mekong và sông Hậu ở đồng bằng sông Cửu Long. 77 triệu mét khối nước để lấp đầy con kênh đào này là một con số lớn. Lúc đó phù sa thủy sản ở dưới hạ nguồn coi như bị chặn lại. Vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long sẽ thiếu phù sa trầm trọng. Chia sẻ nước cũng sẽ làm giảm mực nước ở một mức độ nào đó. Vậy một câu hỏi đặt ra là tại sao Campuchia lại đặt tên kênh là kênh đào đế chế Phù Nam? Liệu họ đang nghĩ rằng khi xây kênh đào thành công, các vùng đất đai từ xa xưa sẽ được khôi phục? Mực nước của nhiều con sông ở đồng bằng sông Cửu Long đã giảm hàng năm
do bị hạn chế nguồn nước từ các đập ở thượng nguồn và thiếu mưa. Hơn thế nữa, trầm tích do các con đập giữ lại và cũng bị loại bỏ khỏi sông Mekong thông qua hoạt động khai thác cát đang khiến lòng sông ở đồng bằng sông Cửu Long bị hạ thấp. Những con sông này cần có lũ trong mùa mưa để thúc đẩy sản xuất lúa gạo và quá trình chuyển đổi nông nghiệp từ trồng lúa sang các lĩnh vực khác. Một chương trình đầy tham vọng mà chính phủ Việt Nam đang thực hiện. Việc bổ sung thêm kênh Phun Nan mới ở Campuchia làm giảm lượng nước về đồng bằng sông Cửu Long sẽ làm suy yếu khả năng và cơ hội của Việt Nam trong việc xây dựng một đồng bằng sông Cửu Long bền vững trước biến đổi khí hậu để có thể tồn tại lâu dài trong tương lai, thay vì vùng đồng bằng này sẽ bị chìm xuống biển do mực nước biển dâng. Dự án này có thể làm giảm nghề cá ở Campuchia, Việt Nam và Lào. Nó có tác động đáng kể đến nguồn cung thực phẩm của người Campuchia. Khoảng 60-70% lượng protein tiêu thụ của Campuchia đến từ việc đánh bắt cá nội địa. Hiện tại Campuchia chưa có kế hoạch nào để thay thế lượng protein đó. Đây là lý do tại sao Campuchia đã tạm dừng các đập thủy điện trên dòng chính của sông Mekong và đang tiến hành xây dựng các đập trên dòng nhánh sông Mekong một cách rất thận trọng. Các quan chức ở đó biết rằng nhu cầu hiện hữu của quốc gia là phải bảo tồn nghề cá sông Mekong. Dự án này mâu thuẫn với nhiều nỗ lực tốt đẹp và hiện tại của Campuchia nhằm bảo vệ nghề cá của chính mình. Chính vì dự án này sẽ có những tác động xuyên biên giới mà chính phủ Campuchia phải thông báo dự án kênh đào Phun Nan tới Ủy ban sông Mekong. Hiệp định Mekong năm 1995 mà Campuchia là thành viên sáng lập nên yêu cầu tất cả các chính phủ thuộc tiểu vùng sông Mekong phải thông báo cho Ủy ban sông Mekong về việc sử dụng nước trong lưu vực và chuyển nước ra ngoài lưu vực. Có rất nhiều điều chưa biết về tác động môi trường và xã hội của dự án này. Điều quan trọng là Campuchia phải hoạch định dự án này một cách chậm rãi và thận trọng. Từ quan điểm logistics hậu cần, đây là một bước đi quan trọng ở tầm chiến lược đối với Campuchia. Nhưng xem xét từ hầu hết các góc độ khác, dự án có thể gây ra nhiều bất lợi dài hạn hơn là lợi ích. Chính phủ Việt Nam chắc chắn đàm phán nghiêm túc với chính phủ Campuchia về các giải pháp thay thế và nỗ lực giảm nhẹ rủi ro đối với dự án kênh Phun Nan. Điều đó có thể được thực hiện song phương hoặc thông qua Ủy ban sông Mekong. Còn theo bạn, kênh đào đế chế Phù Nam của Campuchia liệu có thành hiện thực?